Sinh ra và lớn lên ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, trong một gia đình có ba chị em. Ba mẹ Vũ đều làm nông. Ngay từ bé, Vũ sớm đã bộc lộ năng khiếu với bộ môn mỹ thuật. Và cũng chính bộ môn này đã giữ chân cậu bé nghèo Nguyễn Thế Vũ đến trường trong những năm tháng gia đình em gặp nhiều khó khăn. Từ năm mẫu giáo là vào học là mình là bắt đầu thấy khả năng của mình là vẽ cấp 1, cấp 2 thì mình bắt đầu là phát triển hơn, nhận thấy là mình có khả năng hơn. Và cấp 3 thì bắt đầu mình là xác định mục tiêu là theo đuổi những ngành nghề liên quan đến vẽ. Đã gọi đam mê thì mình phải theo đuổi nó đến cùng. Nên là lúc mà mình cảm giác không được vẽ thì cảm giác trong người nó không được thoải mái. Cuộc sống nơi vùng quê nghèo không làm vơi đi niềm đam mê trở thành họa sĩ của Nguyễn Thế Vũ. Được sự đồng viên ủng hộ của ba mẹ, ông bà và người thân, Vũ lại càng có động lực để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình bằng việc quyết tâm thi đỗ vào chuyên ngành kiến trúc trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Đi học thì nói chung là học cũng tốt, nhưng mà qua cái môn vẽ hội họa thì cháu cũng làm được, đang mê. Cho nên thì tôi cũng là luôn luôn là ủng hộ và vui vẻ để mong cho cháu học được tốt, học được thêm cái điều tốt đẹp hơn. Năm 2015, vừa tốt nghiệp xong đại học, Nguyễn Thế Vũ cùng một số người bạn thân của mình thành lập công ty tư vấn thiết kế. Và cũng từ đó, Nguyễn Thế Vũ nhận thấy cần định hướng lại con đường nghệ thuật của mình bằng quyết định thay đổi phong cách hội họa. Rồi Vũ bén duyên với tranh truyền thân. Chỉ với một thời gian ngắn, mặc dù không qua trường lớp đào tạo nào, nhưng với sự quyết tâm, sự kiên trì của bản thân, những tác phẩm của Vũ đã dần hoàn thiện và để lại nhiều ấn tượng đối với bạn bè, đặc biệt là sự quan tâm của giới trẻ cộng đồng mạng. Nhiều người đã tìm đến Vũ để đặt hàng vẽ tranh. Khi mà nhận được những bức vẽ từ anh Vũ thì em cảm thấy rất bất ngờ vì cảm thấy quá giống với cả là nó đẹp. Điều anh Vũ làm được so với mọi người đó chính là nét vẽ. Nét vẽ của anh Vũ rất là kỹ và lúc vẽ thì anh đặt cái tâm của mình ở trong đó. Cho nên là những bức vẽ phải em cũng là cảm thấy rất là tuyệt vời. Vũ là một người tính cách thật thà, dễ mến và hiền lành. Về tài năng của Vũ là Vũ vẽ rất là tỉ mỉ và truyền cảm hứng vào bức tranh của mình vẽ. Tranh truyền thân như tên gọi của nó, đó là người vẽ phải truyền được cái thân vào tác phẩm, làm người xem cảm nhận được thần thái, cảm xúc của nhân vật qua từng nét bút của người họa sĩ. Yếu tố làm nên thành công của một bức chân dung truyền thân là điểm nhãn đôi mắt của người được vẽ. Đây chính là nét độc đáo trong các tác phẩm truyền thân mà không một loài tranh nào có được. Bởi thế, đối với Vũ, người họa sĩ phải nắm bắt được cái hồn của ánh mắt nhân vật. Vẽ được đôi mắt nghĩa là đã hoàn thành được 50% bức tranh chân dung. Đến với tranh truyền thân chỉ mới hơn một năm, nhưng họa sĩ 24 tuổi này đã có trên 200 bức chân dung truyền thân sống động, sắc nét, chân thực và hàng trăm đơn đặt hàng của bạn bè và khách hàng thông qua email và mạng xã hội Facebook. Đây cũng là cơ hội để Vũ có thêm thu nhập trang trải cho những dự định của mình, đồng thời giúp Vũ thỏa mãn niềm đam mê là được vẽ. Nghệ thuật vẽ tranh truyền thân đang bị mai một dần bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số. Tuy nhiên, với niềm đam mê hội họa và từng bước khẳng định tài năng của mình, Nguyễn Thế Vũ đã và đang góp phần lưu giữ nét độc đáo của thể loài hội họa truyền thống của dân tộc. Và hơn hết, được lập nghiệp và thỏa sức đam mê hội họa trên chính mảnh đất quê hương vẫn luôn là niềm mong ước lớn nhất đối với Nguyễn Thế Vũ. Về truyền thân thì mình cũng muốn phát triển hơn, nhưng song song đó thì mình sẽ phát triển thêm về các thể loại như là vẽ phong cảnh, rồi là vẽ màu nước, cũng như thể loại là không chỉ dừng lại ở là vẽ truyền thân. Xác định cho mình một niềm đam mê, sống với nó, học về nó và để cho nó luôn cháy trong tim mình. Đó luôn là phương châm sống của chàng trai trẻ Nguyễn Thế Vũ. Chúc cho những ước mơ, niềm đam mê về nghệ thuật hội họa của Vũ sớm được thực hiện.